Bắt đầu xoa tinh dầu. Xong bắt đầu đẩy từ trên xuống dưới. Nhét lên gót chân. Ba lần. Đúng lúc chân lại đang bị lẻ chứ. Hơi kìa. Đúng rồi, nó cho nó massage vào phát là nhìn thấy ngay, à sờ thấy ngay. Xong lấy bọng tay nhá, xong miết lòng bàn chân. Xong quay ngược lại, cũng đi lên. Như động tác của chân trước thôi. Ôm xuống. Miết lên. Chắp tay này. Miết ở bắt chân nhá. Miết lên này. Đẩy lên này. Lên đến mông nhá. 1, 2, 3. Kéo nó xuống. Lại động tác này. Nuốt lên xong miết xuống. Chân trước với chân sau là gần giống nhau đấy nhỉ? Nó giống nhau. Chị thấy cái út này này vẫn phải bỏ cái thân ra để nó tháo lỗ bên dưới. Không khó thở nó ướt tí này. Trên nhá. Tức là vẫn tháo lỗ gì? Nhưng mà dùng cái đấy thay cho cái kia. Hai tay đẩy ra. Mình sẽ nhúc. Xong đẩy từ trên xuống dưới. Nhân chân lên này, cầm ở ngón chân này, lắc này, lắc ngang. Và cầm bàn chân nhé, mình sẽ cũng xoay từ trái sang phải, từ phải sang trái. 1 này, 2 này, 3 này. Quay ngược lại này, 1 này, 2 này, 3 này. Không đấm vào lòng bàn chân nhé. 1 này, 2 này, 3 này. Úp chân mình sẽ đẩy từ dưới lên, đẩy thật căng đến tận ngọn chân này. Xuống. Một tay sẽ để đằng sau chân nhé. Xong rồi gập lên này. 1 này, 2 này. Ấn huyệt đi theo dọc giữa giữa chân này từ trên xuống dưới này. 1, 2, 3. Phần trên chia làm 3, phần dưới chia làm 3 này. Xong đến lòng bàn chân thì chia làm 3. 3 này. 1, 2, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. Bắt đầu đấm này, đấm từ trên này, xuống dưới, đấm cả lòng bàn chân luôn nhé. Kết thúc mình sẽ ấn huyệt ở chân.
cũng làm chia làm 3. 1 này. 2 này. 3. Đây là kết thúc à? Vâng. Kết thúc chân sau rồi đúng không? Vâng. Thế chân sau còn nhanh có khoảng 6 phút. Thế thôi đúng không?